Hiến Miêu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì Hiến Miêu vừa cập biến thêm cho anh em một cặp loa 4725X, giá cực kỳ hấp dẫn yêu thương. Hàng thì bên em Miêu cũng sẽ bao zin bao tuyển chọn cho anh em nào đầu tư. Nói đến 4725 thì phân khúc này sẽ có 3 model. Một là 4725 trơn, hai là 4725A, ba là 4725X. Thì nói đến 4725X là kịch khung hết số của đời 4725. Thì nói đến cặp loa này thì nó có cấu trúc đời lover của loa là một bát 40 từ 220 côn 100 và tép kèn cốc nhôm côn 44 củ to anh em nhá. Thì đây là phân khúc vượt xa của ba số, có tiếng bát đánh sâu lắng, uy lực mạnh mẽ. Và đặc biệt đời của thùng X thì sẽ là sở hữu là thùng gỗ sơn sần nhựa cao cấp, nên đôi loa này chống chịu nước cho anh em về phần thông. Còn về chất âm của nó thì mình cũng đánh giá rất cao vào nó, sẽ hay hơn MR925 rất nhiều. Nói về cặp loa này thì về phần giá thì trước thời điểm trước Tết năm ngoái thì những cặp loa tuyển chọn như này, có bao zin tuyển như này thì giá anh em đang bán ở mức khoảng 35, 37, 38, có thậm chí có những đôi nó mướt mát hơn. Anh em có thể bán trên cả 40 triệu anh em nhé. Nhưng tại thời điểm này anh em biết rồi, tình hình kinh tế cũng khó khăn, nên là Hiến Miêu cũng thực hiện nhập được đầu vào giá tốt, nên cũng sẽ đưa ra cho anh em một mức giá cực kỳ hấp dẫn anh em nhé. Hàng của bên em Miêu thì quý vị các bạn nào mà xem kênh có thể thấy là chỉ hôm trước hôm sau bay luôn, vì giá tốt và chất lượng sản phẩm thì khách hàng tự đánh giá thôi, bên em mình cũng không đánh giá. Còn vì đối với cặp loa này ngày hôm nay thì mình cũng xin phép đưa ra một cái mức giá mà là cuối sàn thi đấu luôn. Đấy. Giá ngày hôm nay mình xin phép đưa ra mức giá chỉ có 31 triệu đồng thôi. Đấy. Giá cực tốt, tàu nhanh cho anh em nào đầu tư, bao chất âm, nghe nhạc và hát karaoke đỉnh cao luôn. Anh em mua 925 thì cũng phải 27, 28 rồi. Thì lên đôi này bốn số khác về chất âm và độ bền. Và đôi này đặt trên cái kệ này rất xinh anh em phải không? Quá đẹp luôn. Đấy. 31 triệu đồng thôi, rất là tốt. Và hàng em bao zin tuyệt đối về phần bát tép anh em nhá. Thùng thành bao không chảy xước, đẹp, sơn nhựa nguyên bản. Quay qua để anh em nhìn. Mua thì dễ. Rất mới anh em nhá. Sơn nhựa nguyên bản. Còn phần mông má lau chùi thì các bác chốt thì em sẽ lau mông chùi lau lá cho đẹp. Từ tem SR, XRG đến tem hậu, tem trước, tem sau đều ok hết. Thùng thành hàng bãi nguyên bụi về, rất là hợp lý nha anh em nhá. Mới đẹp, giá cạnh tranh mọi đối thủ luôn. Sau đây em Miêu sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc trữ tình quê hương để anh em thẩm về chất của đôi này. Tiếng mic chỉ miễn chê rồi. Sao sẽ test nhanh cho anh em đầu tư cặp này với giá 31 triệu. Vào đơn, chốt đơn trong buổi trưa ngày hôm nay anh em nhá. Tiếng của nó thì không phải chê được rồi. 925 thì không thể có giải bác ập ình sâu lắng như này được. Kể cả độ chịu đoàn, con này em vượt xa luôn. Em yêu chào anh em nhá. Lớn nhạc. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao, người trai mới biết câu chuyện một chuyến bay đêm. Giờ sống giữa mình trời, tôi ghi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Lên 1 2 6 7 để hai chuyến bay trời xanh như màu áo
lâu chẳng gặp nhau. Lên 1 2. Đối với đôi loa này thì anh em chơi nhạc gì cũng có thể hay, và đặc biệt là chơi nhạc bass thì cực phê luôn. Lụ 925 thì đòi ba số đánh không thể có độ sâu bass như này được, nhưng con này đánh giải bass cực phê luôn. Cho anh em nghe một đoạn nhạc sàn nha, rất đầy ích. Ích nó bác nó là 4 số nhưng mà tem đen, còn A thì là 4 số tem đỏ anh em nhé. Con này bác ích đời tem đen mà giá thì như đã đưa ra mức giá rất là tốt rồi, chỉ có 31 triệu rồi. Nhắc đi nhắc lại để anh em tìm hiểu mua, để tìm hiểu trên các kênh biết ngay là giá của bên nhà mình đưa ra bao giờ hợp lý nhất cho anh em nhé. Chắc anh em một đoạn nhạc sàng đánh phê bộ này luôn. Loa sân khấu biểu diễn Mỹ đấy, đánh ngoài rồi chịu đoàn chống nước luôn đúng không? Đây là những kết quả. Rất ấm luôn. Alo 1 2 6 9 10. Đi. Alo. Không cần phải sử dụng súp cũng đã ok rồi. Đánh con đẩy vài triệu đồng thôi. Lên cả bộ này rơi vào khoảng hơn 40 triệu rồi. Chưa đến 50 triệu. Anh em chơi đồ Mỹ luôn chứ không phải là chơi đồ Trung Quốc nữa.
nên anh em đầu tư liên hệ em mình nó quá hợp lý. Nhiều khi anh em đi mua cả bộ Trung Quốc năm mấy triệu không nghe được. Lệ 1 2 9 10 nghiêm nào đọc một đoạn. Dù xa nhau không phải nhầm nhìn như nhau rồi.